bạn muốn là ngôi sao sáng nhất hay chẳng là ai cả. Không có ước mơ nào xa vời, nhưng cơ hội sẽ không đến dễ dàng. Nếu muốn trở thành ngôi sao sáng nhất, bạn phải làm mọi cách chạm đến tiêu chuẩn đó. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống sẽ nuôi dưỡng bạn vươn lên chạm đến ước mơ sớm hơn. Hãy vùng lên, đấm vỡ mọi bức tường định kiến về phụ nữ. Chứng tỏ bạn tài năng và nhiệt huyết hơn bất kỳ ai. Hãy nắm bắt cơ hội. Cơ hội sẽ dành cho tất cả mọi người, nhưng chỉ một người duy nhất trở thành đả nữ tiếp theo của màn ảnh Việt. Are you ready with me?